nóng, NATO chính thức tuyên bố không cung cấp bất cứ máy bay chiến đấu nào cho Ukraine. NATO tuyên bố họ không phải là một bên của cuộc xung đột nên sẽ không gửi binh lính hoặc đưa máy bay chiến đấu đến Ukraine. Hôm thứ ba xuất hiện chung cùng với Tổng thống Andrey Duda tại căn cứ không quân Las ở Ba Lan, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã chính thức lên tiếng phủ nhận những tin đồn và thông tin báo chí cũng như tuyên bố của nhiều nhà lập pháp Ukraine và Liên minh Châu EU rằng các nước đồng minh NATO sẽ gửi máy bay chiến đấu đến châu Ukraine. Các quốc gia đồng minh của NATO cung cấp nhiều dạng hỗ trợ quân sự khác nhau cho Ukraine như vật liệu, vũ khí chống tăng, hệ thống phòng không, các loại thiết bị quân sự, viện trợ nhân đạo và cả hỗ trợ tài chính, ông Stoltenberg cho biết. Tuy nhiên NATO không phải là một phần của cuộc xung đột nên liên minh sẽ không gửi quân đến Ukraine hoặc đưa máy bay vào không phận Ukraine. Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cũng nói thêm, chúng tôi không gửi máy bay của mình đến đó vì việc làm này sẽ được hiểu là can thiệp quân sự và xung đột ở Ukraine. NATO không phải là một bên của cuộc xung đột, chúng tôi cung cấp cho Ukraine sự giúp đỡ đa phương, Viện trợ nhân đạo là chủ yếu, nhưng ngay lúc này các máy bay phản lực của chúng tôi sẽ không bay đến Ukraina. Từ hôm Chủ nhật cuối tuần qua, nhiều thông tin về việc NATO và EU sẽ cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraina đã lan truyền nhanh chóng, sau một đề xuất được đưa ra bởi ông Alexander Gross, cố vấn cấp cao của nghị viện EU, người đã đăng tải trên Twitter rằng các máy bay phản lực của châu Âu sẽ đến Ukraina trong một giờ tới. Tờ e xác nhận dòng tweet này đã bị xóa khỏi trang Twitter. Trong khi đó, EU đã bác bỏ những tuyên bố được đưa ra trước đó bởi ông Joseph Borrell, chính trị gia người Tây Ban Nha, đại diện cấp cao của Liên minh châu về chính sách đối ngoại và an ninh kiêm phó chủ tịch Ủy ban châu Âu rằng các máy bay chiến đấu đang chuẩn bị được chuyển giao cho Ukraine như một phần của gói viện trợ cho nước này. Tổng thống Ukraine hôm thứ hai thậm chí còn đăng tải trên Twitter rằng châu Âu đang chuyển giao cho họ 70 máy bay chiến đấu, gồm 28 chiếc MiG-29 từ Ba Lan, 12 chiếc từ Slovakia và 16 chiếc từ Bulgaria, cùng với 14 cường kích Su-25 từ Bulgaria. Sau đó, tờ Politico dẫn lời một quan chức chính phủ ở Kiev cho biết các phi công Ukraina đã đến Ba Lan để bắt đầu tiến trình tiếp nhận lô máy bay chiến đấu mà các nước châu Âu trao tặng cho họ. Thế nhưng hoạt động chuyển giao như tuyên bố của Ukraine giờ đây đã không xảy ra. Sau khi cả Bulgaria và Slovakia cho biết họ không tài trợ bất kỳ máy bay phản lực nào cho Không quân Ukraina và tổng thống Ba Lan cùng với tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói rằng sẽ không có máy bay nào được chuyển giao cho Kiev. Không quân Ba Lan cũng tuyên bố trên phương tiện truyền thông xã hội rằng tất cả các chiến đấu cơ MiG-29 của Ba Lan vẫn xem ở nguyên căn cứ tại quê nhà.